Đông Phương giáo chủ hai vị này thị trần mới chiêu mộ tuyệt đỉnh cao thủ, khi nào tuyệt đỉnh cao thủ như vậy không có giá trị. Hơi thở thật to. Minh Vương vừa rồi ta không phải nói thiên hạ này ẩn giấu không ít tiền bối cao nhân sao? Thì ra ở đây có một cái. Giáo chủ Phương Đông, quả nhiên võ công cao cường, ông già, nhưng tin đập nhanh hơn một chút khiến ông cảm nhận được. Ngươi là ai? Trở về hoàng thượng thời gian quá lâu. Lão Phu cũng không nhớ, nhưng mà ta nhớ rõ ta vào cung kia hồn hoang đến nay hình như vẫn là họ chu hộ tống tại sao bạn biết kho báo hoa hướng dương bạn hỏi ông già tại sao lại có kho báo hướng dương ha <laughs> ha <laughs> kho báo hoa hướng dương là do tôi tạo ra bạn nói tôi sẽ không nói dối sao thử rồi mới biết mặc dù bạn tự xưng là người sáng lập ra kho báo hướng dương nhưng công phu này cũng không thể cao hơn bổn tọa đến đâu ha <laughs> ha bạn nói là được rồi. Đúng rồi, cái đau cô cầu bại mà các bạn vừa nói. Lão Phu năm đó gặp qua. Với tất cả sự tôn trọng, ba người các người cùng nhau cũng không phải đối thủ của hắn. Tiểu hoàng đế, người cũng không cần sợ hãi. Cái này vào thành phố Lão Phu ở cả đời. Bây giờ sắp chết rồi, cũng không muốn đổi chỗ khác nữa. Mấy năm nay Lão Phu cũng không ít giúp người giải quyết tiểu đồ. Coi như tiền ngủ thảo nào trong đội thị vệ hoàng cung mãn kinh rõ ràng không có cao thủ gì nhưng chưa bao giờ nghe nói có ai tấn công ám sát khang hy em rằng rất nhiều thích khách vừa vào nội cung đã bị lão yêu quái này giải quyết rồi hoàng thượng nếu không có gì khác phương đông tạm thời từ chức lần này phiền đông phương giáo chủ đến rồi người đưa đông phương giáo chủ về nghỉ ngơi sau khi đông phương bất bại rời đi khang hy dặn dò vi tiểu bảo tiết đại tống thanh thư sau đó để lại Hatomogi tông một mình đại ca xong đừng tức giận hoàng thượng hắn không phải là thay mắng người khách khí với huynh đệ là một quốc sư Tô Phiên đến vì liên minh thiên nhiên là việc quan trọng của nhà nước. Hắn đại sự quốc gia gì, tống đại ca đến nhà tôi đi. Anh bạn, lần này tôi phải giải trí cho anh thật tốt. Ngày hôm sau, hoàng cung truyền đến thánh trị tuyên vi tiểu bảo và tống thanh thư tấn công mặt thánh hoàng thượng. Ngươi phải quét sạch võ lâm dưới đại thanh. Không sai, bây giờ trong võ lâm còn có rất nhiều môn phái có tâm công khai và mình. bí mật chống lại tôi. Ví dụ như con rắn vàng bà của vi. Lý thủ do Chí nhiều lần bị tiêu diệt không chính ngừng. Chính là bởi vì toàn bộ người võ lâm Sơn đông đều là tai mắt của họ. Và tiểu bảo, ngươi lần này đi sứ bị một đám người giang hồ trắng trợn truy sát. Thật là thái quá. Căng si sao có thể xuất hiện mờ nhạt như vậy. Tôi vẫn trung thành với tai. Xem có thể để lại ấn tượng tốt trong lòng hắn không. Nó có thể giúp ích rất nhiều cho kế hoạch tương lai của tôi. Nhưng miệng phòng dân còn hơn phòng xuyên. Loại đàn áp bằng biện pháp cao tay này sợ rằng sẽ gây ra phản ứng mạnh mẽ. Lời của Tổng ái Khanh cũng không phải không quản lý. Nhưng tôi đã quyết định rồi. Vấn đề này không được thảo luận nữa. Đúng rồi, hôm qua quá vội. Trước đây anh đã cửu tôi gián tiếp phá âm mưu chống trộm của mông cổ và sơn đông công lao không nhỏ không biết bạn muốn phân thưởng gì chậm không có không cho tại sao mọi người ở trên đều thích vẽ bánh được cứu là anh em chỉ là tình cờ thôi không thể làm gì được tống thanh thư võ công cao cường trung quân thể quốc trấn đặc phong tống thanh thư duy nhất trở ngự tiền vệ xem bách quan bất bại nơi hàng ngàn người đi qua các môn phái đều canh gió mà xuống cũng có những người cứng rắn không muốn đầu hàng rất nhanh đã bị ba ngàn tiêu tể danh san bằng vài ngày sau quân đội nhanh chóng đến chăn núi vương ngự các quan chức địa phương đã giới thiệu tình hình của phái nhà vua cho quê tiểu bảo trong tài khoản thủ lĩnh ương. phái vương vũ tư đồ bà lỗi năm đó là cựu tướng của vương ngô tam quế bởi vì bất mãn bình tây vương nương tựa ta đại thanh trong cơn giận dữ anh ta bị lạc với một con giang hồ cuối cùng đến vương ngụ tam rơi cỏ làm giặc hơn nữa địa thế hiển thị yêu thương đường mòn trên đường đi đều có cấp dưới được đào tạo bài bàn của nhau một tay khó tấn công bà ngoại gấu nhóm này cái gì vương gia phải xem xét làm chính là chống thanh phục minh đủ lớn không biết có liên quan gì đến bạn bè của thiên địa hội không tối nay mọi người cấm trại nghỉ ngơi một chút tấn công vương gia phái một đời phải tư thường nhớ tiểu bảo người của phái vương nhà này vừa nhìn là nhân nhân nghĩa sĩ ngươi lại giúp hoàng đế nhà thanh tiêu diệt hắn cả nhà tôi đều chết dưới tay mãn thanh đánh chết nói hoàng mệnh khó xáo phạm chồng em cũng không có cách nào vậy chúng ta không làm cái này mãn thanh đại quan còn không được một trang giật trong rừng núi không phải là vui vẻ hơn gấp trăm lần so với bây giờ sao được rồi bạn cũng biết chồng tôi là tướng chủ của thiên địa hội thanh mộc đường tôi chắc chắn sẽ tìm cách bảo vệ chiếc bánh nhà vua chỉ là cách này còn cần thời gian suy nghĩ này, 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 Po, tôi biết mà. Xem ra Vi Tiểu Bảo cũng đang có ý định thả nhà vua phái một con ngựa. Vậy thì dễ rồi. Thần Mặt Trăng ơi, Thần Mặt Trăng xin bạn chúc phúc cho phái nhà vua chúng tôi vượt qua khó khăn này. Ông là ai? Không phải ngươi vừa mới cầu nguyện với Nguyệt Thần sao? Nguyệt Thần cảm nhận được sự thành ý của ngươi, liền phái ta hạ phàm đến cứu các người vương gia phái. Ngươi là ai? Ta là vị cứu tinh của phái nhà vua các người. Không có thời gian chơi với anh. Đưa tôi đi gặp sư phụ anh đi. Nói xem anh là ai. Nếu không tôi thật sự gọi người rồi. Nói to hơn đi càng chịu khổ càng buồn càng tốt. Xem võ công của ngài tuyệt không phải là người bình thường, sao phải làm khó một cô gái nhỏ, để gặp anh hùng giá sĩ si tốt. Trong lúc vội vàng, tôi phải đưa ra quyết định này, xúc phạm cô gái Tăng Nhu, mong cô gái tha thứ. Thưa ngài, hãy giải thích mục đích của ngài. Bây giờ dưới núi có hàng ngàn binh sĩ tinh nhuệ, không biết là anh hùng tư đồ định đối phó như thế nào. Nếu tôi đoàn đúng, các vị vua nhà bánh, đó là ý tưởng của các sân phải không? Vua vua Sơn một thủ khó tấn công, mãn thanh đạt tử muốn cung cấp cũng không dễ dàng như vậy không tệ nếu ba ngàn tiểu đoàn tiêu tề tấn công mạnh sợ rằng không thể thiếu tổn thất quân sự chỉ là lão anh hùng cho rằng vương gia phái trước kia có thể vẫn tự do thoải mái nguyên nhân lớn nhất là gì thật sự là dựa vào ngàn người của ngươi sao vô vô sơn chúng ta dựa vào một hai ngàn người này mới để chính phủ đạt tử làm việc cho chúng tôi lý do các bạn tự do là bởi vì trước đây các người vẫn chưa vào tầm mắt của triều đình các quan chức địa phương vì nhiều lý do không báo cáo tình hình của các người cho triều đình Hành động càn quét võ lâm của triều đình thứ hai không phải nhằm vào phải vương nhà các ngươi Nhưng nếu các người đánh nhau với đại quân triều đình, thu hút sự chú ý của khang, Hi, đến lúc đó sẽ có một dòng binh lính ổn định đến tiêu diệt bọn cướp. Một phải người không? các bạn có thể hỗ trợ được bao lâu? Cảm ơn chuyên gia đã chỉ dẫn. Không biết ngài có cách giải cứu không? Lão anh hùng phản ứng cũng nhanh. Lần này tôi thực sự đến để chỉ cho bạn một con đường rõ ràng. Nhân biến tốt lành. Tối mai trong doanh trại Mãn Thanh dưới núi nhất định sẽ canh gác lỏng lẻo. chọn người mấy người tầm phúc võ công cao cường vượt qua phòng tuyến ngoại sáu của quân thanh đi thẳng đến trận chiến của tổng tư lệnh giết bọn họ một cái không chuẩn bị làm sao ngươi biết ngày mai quân thanh vệ binh sẽ lòng lèo Xí tốt cũng không mốc, không khỏi hoài nghi đối phương là quân thanh phải đến cưỡng bức thật ra là muốn lại khiến cho chính mình thanh chiếu xuất động đen tất cả mọi người một lưới bạn có thể không tin tôi chỉ là bỏ lỡ cơ hội ngày mai thôi các ngươi chỉ có thể chết thủ vương vu sơn thôi Nhưng Bà phải không phương nghe nói lần này dưới tài khoản của quân thanh ngoại trừ ba loại bỏ hành sáu dân ngoài dân. ra còn có thị vệ đại nội và hai cao thủ tuyệt đỉnh chúng ta một mình đi sâu em sợ là tống dương và miệng hủ khi các ngươi hành động chỉ cần mang theo một hai tên tham sống sợ chết sau một hồi bất ngờ tổng tư lệnh quân thanh đương nhiên sẽ thả các ngươi trước khi hành động nhớ dặn các đệ tử của vương gia phái chia toàn bộ tận dụng bóng đen để rời khỏi núi nhà quân vua. Thanh cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt hắn bắt được chúng tôi sẽ gửi tôi có cách để anh ta thả các anh mai là ai tại sao phải theo phái nhà vua của tôi nếu không nói rõ ràng xin lỗi Tôi sẽ không làm theo lời khuyên của ngài, ta đeo mặt nạ chỉ là sợ bị các ngươi hạ đệ tử nhìn thấy dung mạo của ta, ngày mai lộ ra sơ hở thôi, không cần phải giấu giếm gì với hai vị. Hạ Tống Thanh thư chính là một trong hai cao thủ chuồn chuồn mà hai vị vừa nói đến. Tốt tổng thiếu hiệp như vậy hào hùng, tôi tin sẽ không làm hại chúng tôi. Tống Thanh thư vui mừng, vội vàng thương lượng với hắn một số chi tiết hành động ngày mai.